hướng dẫn cắm, bình hoa đơn giản. Các bạn chuẩn bị một phần ba cục xốp, sau đó cắt đôi xốp ra, dùng túi bọc thực phẩm để bọc cục xốp lại để giữ nước cho hoa, dùng lá nguyệt quế phủ nền và che xốp, dùng lá cỏ lan chi để tạo dáng mềm mại cho bình hoa. Phần ngọn lá nếu như bị héo thì chúng ta có thể tỉa bỏ nó đi. Chuẩn bị ba lá cỏ lan chi dài xếp chồng lên nhau, lá dài nhất ở dưới, viên phần gốc vào xốp, uốn cong phần cỏ lá lan chi, xếp lá trượt lên nhau tạo hình từng cầu vòng nhỏ, gấp đôi lá lại và cắm vào xốp. Phần ngọn nếu như dư dài quá, chúng ta có thể tỉa bỏ nó đi. Tương tự như vậy, chúng ta có thể dùng một cọng cũng được. Không nhất thiết là phải xếp nhiều lá chồng lên nhau các bạn ha. Các chiều dài hoa cúc chén tầm 25 cm. Cắm hoa đầu tiên để lấy chiều cao. Hoa tiếp theo ngắn hơn khoảng tầm 10 cm. Mặt hoa sẽ hơi hướng về phía trước, thêm một hoa phía bên trái và một hoa phía bên phải. Chiều cao sẽ tầm 20 cm. Thêm hai hoa phía dưới gần sát xếp, chiều dài tầm khoảng 10 cm thêm hoa vàng anh vào để hoàn thiện sản phẩm, rải đều hoa vàng anh để có sản phẩm đẹp mắt hơn. Mình là Nguyễn Khánh Tường, người chia sẻ kiến thức ngành hoa hoàn toàn miễn phí. Follow mình để biết thêm nhiều kiến thức về cắm hoa các bạn nha.